God Angela Phương Trinh, Hoa hậu Rita Đặng cũng tuyên bố giải nghệ, chọn sống bình yên. Vào tháng 8 vừa qua, Hoa hậu Bikini Rita Đặng xác nhận đại diện Việt Nam tham dự Miss Supermodel Worldwide 2020. Đây là cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế, với sự tham gia của trên 30 quốc gia trên thế giới được diễn ra vào tháng 12 năm 2020 tại Ấn Độ. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Việt Nam có đại diện tham gia sân chơi này. Rita Đặng đeo giải băng đại diện Việt Nam ảnh FBNV. Rita Đặng tuyên bố giải nghệ. Rita Đặng có tên đầy đủ là Đặng Thu Thảo. Trước khi trở thành hoa hậu, cô từng có đam mê nghề DJ từ những năm còn học phổ thông. Khi quyết định theo nghề, mỹ nhân sinh năm 1991 đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ muốn con gái theo ngành dược sĩ, nhưng cô đã bất chấp đúng sai nghe theo con tim của mình. Hiện tại, các thành viên gia đình đã ủng hộ Rita Đặng ảnh FBNV. Khi sự nghiệp vẫn còn đang rộng mở và nhiều cơ hội phát triển, Rita Đặng chính thức tuyên bố giải nghệ vào ngày 10 tháng 9 vừa qua. Tuổi trẻ và nhiệt huyết dành cho âm nhạc cũng đã được 9 năm. Rita cũng rất mãn nguyện và tự hào về bản thân đã đạt được rất nhiều thành tích trong công việc. Điều tự hào nhất cho tới thời điểm này, Rita tự bước đi trên chính đôi chân của mình, từ Nam ra Bắc, đi khắp các tỉnh thành, đi khắp năm châu bốn bể. Nhiệt huyết và tuổi trẻ cũng tàn phai theo năm tháng và công việc đã có sự thay đổi, bận rộn của cuộc sống bị chi phối, Rita không thể kham nổi các công việc, có lẽ đến lúc khép lại niềm đam mê âm nhạc này, giữ mãi trong tim những kỷ niệm đẹp, mỹ nhân gốc Lâm Đồng cho hay. Cô bắt đầu chia sẻ cuộc sống bình yên, ảnh, FBNV. Cô dành nhiều thời gian đi chùa, đọc kinh và ăn chay trường ảnh, FBNV. Cô cũng mặc đồ lam, tay đeo tràng hạt ảnh, FBNV. Ba hoa hậu Vbiz có tên Đặng Thu Thảo đều chọn giải nghệ sớm. Điều hy hữu đầu tiên trong Vbiz là có đến ba nàng hậu trùng tên là Đặng Thu Thảo. Khi phát triển sự nghiệp được một thời gian không hẹn, mà gặp cả ba mỹ nhân đều chọn cách dừng lại, để chọn cuộc sống bình yên từ bỏ ánh hào quang. Hoa hậu đầu tiên tên Đặng Thu Thảo là mỹ nhân gốc Bạc Liêu, người đẹp lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau 5 năm vào showbiz, cô quyết định lên xe hoa với doanh nhân Trung Tín, vào tháng 10 năm 2017. Sau khi làm vợ, làm mẹ, cô rút lui khỏi các sự kiện giải trí mà lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Đến tháng 3 năm 2018, vợ chồng cô đón con gái đầu lòng. Vào tháng 5 năm 2020, Đặng Thu Thảo tiếp tục hạ sinh thêm một cậu quý tử ảnh, FBNV. Đặng Thu Thảo đến từ Cần Thơ đăng quang Hoa hậu Đại Dương 2014. Tuy nhiên đến năm 2017 cô tuyên bố trả vương miện vì bất bình với ban tổ chức. Đến tháng 11 năm 2018, cô quyết định lên xe hoa và không còn hoạt động showbiz, chủ yếu chăm sóc gia đình, bán hàng trên mạng. Vào tháng 8 năm 2020 vừa qua, Đặng Thu Thảo hạ sinh cặp con trai sinh đôi cùng nặng 2,7 kg. Ảnh FBNV. Rita Đặng tên thật là Đặng Thu Thảo, là một DJ có tên tuổi trên cộng đồng DJ Việt. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Vì Yêu, mà đến 2017 để tỏ tình cùng Cường Seven, nhưng bị anh từ chối. Đến năm 2018, người đẹp tham gia cuộc thi Mini DJ Việt Nam Beauty International Pageant và đoạt ngôi vị Hoa hậu Bikini. Ảnh FBNV. Trước Rita Đặng, nhiều sao Việt cũng tuyên bố giải nghệ như Hương Tràm, Phạm Hương, Gia Suy, Rocker Nguyễn. Angela Phương Trinh tuyên bố ăn chay trường. Khoảng 2 năm trở lại đây, khán giả đã thấy được cuộc sống của Angela Phương Trinh hoàn toàn đổi khác so với trước kia. Cô không còn tham gia vào các hoạt động của showbiz Việt hay chú ý bằng, nhưng màn xuất hiện lồng lộn. Mỗi ngày Angela Phương Trinh dành hầu hết thời gian cho việc đi chùa, đọc kinh, tham gia các khóa tu, học thiền. Vào những ngày đầu năm 2020, người mẹ nhí khoe tờ giấy cam kết ăn chay trọn đời mà cô vừa thực hiện, hôm qua, ngày 1 tháng 1 2020. Con đã phát nguyện ăn chay trọn đời với sự tu tập hạnh từ bi, niềm tin sâu vào nhân quả, tôn trọng mạng sống, tình thương yêu đối với chúng sanh theo tinh thần của người con Phật. Chúng con đem tâm nguyện ăn chay nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, cầu nguyện các bậc thầy trường thọ, gia đình và bản thân sức khỏe, an lạc. Ha ha ha, 问什么的说